Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quầy Thuốc Tình Lệ xin được giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ em. Đó chính là dòng sản phẩm Phimto Bimbi. Sản phẩm đặc biệt của hãng Phimto Bimbi đó chính là sản phẩm Ferro-C. Sản phẩm Ferro-C được kết hợp giữa sắt và kẽm hữu cơ, giúp cho bé tăng khả năng hấp thu, tăng cường miễn dịch, giảm ốm vặt, giúp cho bé giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Sự kết hợp giữa sắt và kẽm hữu cơ giúp cho chúng ta giảm tối đa cái chi phí. Ngoài ra thì sắt và kẽm ở trong sản phẩm này không có mùi tanh của sắt, không có vị chát của kẽm, giúp cho bé dễ uống hơn, dễ tiếp thu sản phẩm hơn. Sản phẩm Ferro-C còn được chiết xuất từ hoa cúc của Đức, giúp cho bé ổn định đường tiêu hóa, giảm hạn chế bị táo bón. Ngoài ra thành phần nữa ở trong Ferro-C đó chính là chiết xuất từ quả cherry, giúp tăng cường vitamin C để cho chúng ta hấp thu, cho bé hấp thu tốt cái kẽm và sắt trong sản phẩm. Ngoài cái dòng sản phẩm Ferro-C ra thì chúng ta còn có rất là nhiều sản phẩm khác. Ví dụ như sản phẩm Isinac giúp cho bé hết bị táo bón. Sản phẩm Calcio giúp cho bé tăng trưởng chiều cao. Sản phẩm Sono giúp cho bé ngủ tốt hơn. Sản phẩm D3K2 giúp cho bé hấp thu canxi tốt hơn. Sản phẩm Appetito giúp cho bé ăn ngon. Sản phẩm Omega 3 tăng cường phát triển trí não cho bé. Sản phẩm GAP hỗ trợ cho bé ổn định về đường tiêu hóa, giảm đầy bụng chướng hơi. Sản phẩm Immuno tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Sản phẩm Gonalin xịt họng keo ong giúp cho bé hết viêm họng, hết ho. Và một sản phẩm nữa đó là sản phẩm Brocamil giảm ho cho bé. Tất cả các dòng sản phẩm của Phimto Bimbi đều được nhập khẩu nguyên hộp từ Ý. Các bạn có nhu cầu mua sản phẩm hoặc tư vấn sản phẩm, hãy inbox cho mình qua số điện thoại 0986 774 916 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.